Kính chào các bạn, như ngày hôm qua và hôm kia chúng tôi cũng đã đăng tải cái nội dung thông tin là việc công ty VinFast tại Việt Nam đã tổ chức ra mắt xe ô tô VinFast tại Đức ở khu vực này. Và chúng tôi cũng rất cảm ơn các bạn bởi vì những cái bình luận và những chia sẻ và những cái quan tâm rất lớn của các bạn trong và ngoài nước đối với các bản tin video mà chúng tôi đã đăng tải. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã gặp phải những cái trắc trở và những cái khó khăn nhất định. Đó là việc sau khi chúng tôi đăng tải cái nội dung 3 video đó thì lập tức có rất nhiều những người bình luận một cách thô bạo, nguy hiểm vào trang Facebook và YouTube của Thời báo .de của chúng tôi để đe dọa, giết hại, ám sát cũng như là tìm tôi để làm một cái việc mà bạo lực nào đó. Thì đây là một sự rất là nguy hiểm mà khi mà công ty VinFast ra mắt xe ô tô ở đây cuối cùng thì lại đem lại kết quả không tốt đẹp gì cho lắm với việc là đe dọa một cái nhà báo hoạt động tại Đức để có thể không cho người ta nói nữa. Thì nội dung mà đe dọa thì rất nhiều, thưa các bạn, đây là những cái thông tin mà tôi xin chia sẻ với các bạn. Đây là những cái nội dung đe dọa của rất nhiều người đã bình luận lên trên cái trang của Thời báo .de mà chúng tôi đã có copy được một số chứ không phải tất cả, nhưng mà về rất nhiều chúng tôi không thể copy hết được bởi vì có hàng nghìn bình luận trong một cái video của chúng tôi. Và tôi xin chia sẻ một cái nội dung thứ nhất là của người là Nguyễn Trúc. Họ viết rằng là thằng mặt phụ khoa này nằm bãi rác thải của nước ngoài, thuê lính bắn tỉa của Nga bắn toác sọ mày. Đấy, thì đây là cái nội dung mà rất là nguy hiểm bởi vì là như các bạn đã thấy là cái bình luận này là đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tôi cũng như là của cái ban biên tập của Thời báo .de. Và cái việc mà ra mắt một công ty VinFast mà phải dùng những lực lượng như vậy vào để bình luận để đe dọa thì có khác gì, tôi nghĩ rằng là giống như là một khai trương một cái văn phòng, một cái trụ sở hoặc là một cái sản phẩm của một cái tổ chức khủng bố, chứ không phải là một cái sản phẩm ô tô để bán cho người Việt Nam tại Đức. Và cũng rất tiếc là trong cái buổi hôm đó thì có một số người Việt Nam ở đây cũng đến dự và tôi cũng đã cố gắng hỏi họ để họ có thể phỏng vấn họ ở trong cái khu này. Thế nhưng mà rất là khó bởi vì họ từ chối trả lời phỏng vấn, có lẽ họ sợ hay là họ tham gia một cái hội kín nào đó thì tôi không biết. Bởi vì những cái nhà báo cộng đồng ở đây thì những cái người mà hay chụp ảnh, quay phim và đưa lên cộng đồng thì cũng ít người được đến đây để có thể đăng tin. Và họ rất lựa chọn và họ gần như là tổ chức kín ở trong đó. Mà một cái việc mà tổ chức ra mắt sự kiện của ô tô VinFast tại Đức mà lại tổ chức kín như vậy và có cái thái độ là đưa những cái người bình luận và những cái đe dọa, giết hại, ám sát, thuê lính của Nga sang đây là bắn chết tôi, thì đây là cái điều mà đặc biệt nghiêm trọng tại Đức bởi vì đó là cái phạm và cái tội phạm hình sự tại Đức. Và có chia sẻ tiếp theo của cái người khác là Nguyễn thì nói rằng là hãy bịt miệng thằng này lại. Vâng, đấy, hãy bịt miệng thằng này lại, tức là không cho phép nói nữa. Mà không cho phép nói, ở Đức thì nó có tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do biểu đạt. Và cái điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bởi vì ai cũng có quyền lên tiếng, ai cũng có quyền thể hiện cái chính kiến của mình ở Đức mà không sợ bị trừng phạt, không sợ bị đe dọa. Nhưng có những lời lẽ đe dọa như thế vậy trực tiếp đến tôi và ban biên tập Thời báo và những cái người cộng sự của tôi khi đi quay phát hình như thế này để phục vụ các bạn. Thì đấy là một tội phạm, cấu hình của tội phạm hình sự tại Đức. Và những người này thì không phải là chỉ ở Việt Nam mà tôi thấy có những người có địa chỉ và họ đang là họ ở Đức và ở châu Âu. Thì tất nhiên là những người đó thì chắc chắn sẽ gặp phải có những cái việc là bị cảnh sát mời lên. Khi chúng tôi chuyển cái thông tin này cho phía cảnh sát Đức thì họ sẽ phải mời lên hỏi cái người đó tại sao đe dọa, tại sao dọa giết một cái nhà báo ở Đức khi người ta làm tin, đăng tin để phục vụ bà con, bạn đọc trong và ngoài nước như vậy. Một người nữa tên là Kiên Duy thì nói rằng là thằng này nó sinh ra để làm khó Việt Nam hay sao, không cho nó một viên. Cái từ mà không cho nó một viên là cũng rất nghiêm trọng bởi vì đó là cái từ ám chỉ là bắn chết bằng một viên đạn. Mà như các bạn đã biết, ở Đức thì cũng đã từng xảy ra những vụ việc đó. Như trước đây vào tháng 7 năm 2017 thì cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức cũng cách đây không xa, và sau đó đưa vào Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin rồi đưa sang Slovakia và bay về qua Moscow và về Việt Nam. Thì cái vụ án đó hiện nay vẫn chưa kết thúc điều tra và phía Đức người ta vẫn quan tâm rất nhiều đến cái vụ án này. Thì bây giờ lại tiếp tục có những cái đe dọa là dùng súng đạn để bắn chết nhà báo ở đây và trực tiếp là chỉ đến tôi, bởi vì đấy là những cái beric, tức là những cái thông tin mà tôi đưa ra để phục vụ bạn đọc, thì tôi bị đe dọa bắn chết bằng những cái viên đạn kẹo đồng như vậy. Thì thực sự đây là rất nguy hiểm.
Còn người tiếp nữa tên là Cao Nguyễn thì chia sẻ rằng: Khoa, mày người Việt mà phản bội, mày mà về Việt Nam, tao nhìn thấy là tao xử mày không cần hỏi. Đấy, cái người Cao Nguyễn này nói là xử mà không cần hỏi. Xử không cần hỏi thì cũng là rất là nguy hiểm, ở chỗ là đây là cái hình thức mà phía Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn thường áp dụng đối với cả những cái người hoạt động hoặc là những người đăng tin, nhà báo tự do, blogger tự do. Đó là việc xử không cần hỏi. Họ có thể đi ngoài đường như tôi như thế này, nhưng mà có thể bất cứ lúc nào bị một cái người khác đi qua tấn công và nói rằng đấy là cái việc va chạm ngoài đường. Nhưng thực tế phía sau đấy là những cái mật vụ của Việt Nam. Họ cố tình họ làm như vậy để cho những cái người đăng tin, bản tin và những cái người mà làm tin ở Việt Nam không dám làm tin nữa. Và nếu như vậy ấy, thì sẽ người Việt Nam sẽ không biết được những thông tin sự thật, cái gì đang diễn ra tại Việt Nam, cái gì đang diễn ra trên thế giới. Và tiếp tục vẫn nhiều người không biết, vì vậy họ mù quáng và họ tiếp tục lao vào ủng hộ Đảng Cộng sản Việt Nam, một cái tổ chức độc tài và có thể nói là hàng đầu của thế giới và đem đến cái chết cả hàng trăm triệu người trên thế giới từ trước đến nay. Đó là Đảng Cộng sản. Và đấy là điều cũng nghiêm trọng. Tiếp tục có người khác tên là Long Trần Văn thì nói rằng: Con chó này thuê người giết mẹ nó đi. Đấy, giết mẹ, thuê người giết mẹ nó đi, tức là cũng lại cấu hành tội phạm ở chỗ là đi thuê người để đến để giết tôi tại Đức. Đấy, đây là cái tội ác cũng rất là nghiêm trọng, một cái sự đe dọa rất nghiêm trọng và cũng là một cái tội hình sự. Nếu ở Đức mà đe dọa như vậy, giết người như vậy thì có thể bị phạt tù đến 3 năm. Đấy là thưa các bạn như vậy. Mà Đức là chế độ tam quyền phân lập, tức là ở Đức người ta xét xử và hoàn toàn công minh theo luật pháp, không có ai có thể can thiệp được cả. Khác ở Việt Nam rất nhiều, và Việt Nam có thể là mua tòa án rồi là theo lệnh của Đảng sẽ phải xét xử theo những cái án bỏ túi, và rất nhiều người đã bị tù oan vì việc vậy, thậm chí là bị giết oan, bị bắn oan. Vì và thực tế là ở Việt Nam cũng đã tìm thấy rất nhiều người là sau đó mới phát hiện ra là họ không có tội nhưng mà họ vẫn bị kết án tử hình. Đấy là cái điều mà rất là đặc biệt, nghiêm trọng ở Việt Nam. Nhưng ở Đức thì không thể thế được. Ở Đức họ sẽ rất công minh và họ làm những cái việc đe dọa như thế này đến nơi đến chốn và khó có thể trốn tránh được trách nhiệm đối với chính quyền của Đức. Người tiếp theo cũng đe dọa cũng khá dữ dội, đó là tên là Hoàng Thân Hoàng thì nói rằng là tên này nó phải ăn kẹo đồng mới biết thế nào là tội đồ phản quốc. Thế thì cái việc mà ra mắt cái xe VinFast ở đây, bán xe cho cái người tiêu dùng, mà tôi cũng là một cái người ở Đức, và tôi nếu mà tôi muốn tôi có thể mua, nhưng mà tại sao lại quy kết người ta vào cái tội là tội phản quốc nếu mà tôi đăng tin về cái việc xe VinFast ra mắt tại Đức và tại khu nhà, mặc dù nó không được đẹp như thế này, nó rất là sập sệ, và Đức họ chuẩn bị cũng lập cái khu nhà đi rồi, nhưng mà thôi thì đây là cũng là một cái hình ảnh mà một doanh nghiệp Việt Nam đưa sản phẩm ra nước ngoài để có thể chào bán, mặc dù họ chưa có hàng để bán. Mục đích phía sau là cái gì thì chưa thể biết. Thế nhưng mà cái việc mà chỉ mà quảng cáo và đăng tin cho VinFast mà bị trở thành phản quốc thì có nghĩa là một cái công ty này phải chăng phía sau đó là một công ty, đó là công ty của nhà nước và công ty của Bộ Công an Việt Nam, của quân đội Việt Nam lập ra để xâm nhập vào thị trường, xâm nhập vào những cái nơi mà họ mong muốn thông qua công ty VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Chính vì vậy mà họ mới quy kết tôi với cái tội là tội phản quốc mà khi đăng những cái thông tin mà về cái việc mà ra mắt của xe VinFast ở đây. Đây là cái điều mà tôi nghĩ rằng là phía an ninh Đức của châu Âu cũng như vậy, phải xem xét, suy nghĩ và tính toán là tại sao một cái xe VinFast khi anh quảng cáo bán hàng ở đây mà cái người đăng tin lại bị biến thành tội phản quốc. Thế như vậy là công ty này là công ty của nhà nước thì mới gọi là phản quốc được. Nhưng mà ở Đức thì không có cái từ phản quốc, mà ở đây chỉ có đối lập hoặc là thông tin tự do, báo chí tự do mà thôi. Tiếp theo một người khác cũng khá là nghiêm trọng, mà người này lại thậm chí họ còn xưng là họ nói là họ ở Đức, tên là Văn Nguyễn thì nói rằng là: Đừng để bố mày gặp mày nhé, bố mày đang ở Darmstadt đó, bố thằng ba que. Đấy, Darmstadt là thành phố ở phía tây của nước Đức, cách đây cũng khoảng vài trăm km, không xa. Và tôi có xem Facebook của người Văn Nguyễn này, họ đe dọa này thì đúng thật, họ cũng có thẳng thông tin là họ Darmstadt. Thì với những người như vậy thì chắc chắn là phía an ninh Đức họ sẽ mời lên nói chuyện. Và tại sao ở Đức mà lại đe dọa một cái nhà báo, báo chí để giết người ta, đánh người ta như vậy, thì đây cũng là một cái tội hình sự. Và chắc chắn những cái người như vậy sẽ gặp hậu quả. Cũng giống như cái vụ mà ông Sơn Điền trước đây ở München, cách đây khoảng 600 cây, cũng đã đe dọa tôi là cho ăn tiết canh ngan. Và sau đó thì Viện Kiểm sát của Đức họ cũng vào cuộc, cảnh sát Đức vào cuộc vào 5 giờ sáng, họ đạp cửa, lính đặc nhiệm của Đức đạp cửa xông vào.
và tịch thu toàn bộ những cái phương tiện kỹ thuật, tức là máy tính, điện thoại, những cái thứ mà có thể gọi điện hoặc nhắn tin đe dọa giết tôi. Tức là ăn tiết kiêng ngan là một cái động từ, là một cái từ rất là mạnh. Đấy là cái từ ám chỉ rằng là đấy để cắt cổ. Thì cái người đấy cũng đã bị hậu quả. Và bây giờ một cái người tên là Văn Nguyễn ở Nam Sát cũng đang đe dọa tôi là gặp ở đó đâu thì sẽ đập ở đấy. Thì đây là một cái đe dọa rõ ràng trực tiếp đến tôi và với cái việc mà bảo báo chí. Còn một người khác nữa cũng đe dọa không kém phần nguy hiểm, đó là Hoàng Dũng. Hoàng Dũng thì viết rằng chưa biết sợ mafia Nga hả? Chưa biết sợ mafia Nga hả? Đây là cái từ mà thường những cái đội mafia hoặc là những cái người nó triệt hạ nhau ở Đức hoặc ở châu Âu thì nó hay đem ra dọa, và thậm chí có thể nó làm thật. Bởi vì là mafia Nga thì các bạn đã biết rồi, họ có làm bất cứ như điều gì miễn là có tiền. Và họ gần đây thì cũng có cái sự vụ xảy ra tại cái trung tâm Berlin, đó là phía Nga cử người sang đây bắn chết những cái người đối lập ở Đức, ở ngay giữa trung tâm Berlin này. Và sau đó là cái quan hệ ngoại giao Đức với Nga là căng thẳng, và cái tòa án cũng đã điều tra, cho điều tra và xét xử đưa ra cái vụ việc đó là do phía Nga gây ra. Thế thì cái việc mafia Nga ở Đức là không phải không có, mà thậm chí là có rất nhiều. Như vậy là cái đe dọa này là rất thực tế và có khả năng mà tôi phải gánh chịu cái điều đó. Đây cũng là cái việc mà tội phạm hình sự. Người khác tên là Phạm Hồng thì nói rằng nói thôi, biệt động Sài Gòn để ý rồi đó. À, thế người ta nói là biệt động Sài Gòn để ý rồi đó, thì có nghĩa là ám chỉ rằng là biệt động Sài Gòn, tức là cái mật vụ của Việt Nam từ Sài Gòn đã để ý đến tôi. Đấy là cái điều cũng có thể xảy ra. Bởi vì là như vụ án bắt cóc Trịnh Xuân Thanh lần trước thì họ cũng sử dụng mật vụ, nhưng mà của Bộ Công an Việt Nam do ông Tô Lâm dẫn đầu và ông tướng Đường Minh Hưng chỉ đạo trực tiếp ở đây, cũng như là hai cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin cũng cùng tham gia trong cái vụ bắt cóc đó. Thì đấy là phía Bộ Công an Việt Nam cũng đã làm. Thế nhưng mà mật vụ tại biệt động Sài Gòn thì có nghĩa là đây là những đội biệt động đặc biệt của Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Có thể họ cử sang đây bằng cách nào đó, họ sang đây có thể đi qua đường Nga, qua đường Ukraine, qua đường Ba Lan và cuối cùng vào Đức, bắn chết hoặc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh thì đều cũng có thể xảy ra. Đối với Việt Nam, đối với nhà cầm quyền tại Hà Nội thì không có gì là không thể. Như cái vụ bắt cóc xảy ra, chúng ta đã thấy không ai ngờ, phía Đức cũng không ngờ rằng đấy là vụ bắt cóc của phía Việt Nam. Chính vì vậy, ban đầu họ không nghĩ rằng là Sứ quán Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam làm điều đó. Thế nhưng mà cuối cùng điều tra và xét xử 17 phiên tòa tại đây thì thấy rằng là quả thật là vụ này là do Bộ Công an làm, và ông Bộ trưởng Bộ Công an lúc đó là ông Tô Lâm đã phải mượn máy bay của chính phủ Slovakia, là bằng một hình thức được cho rằng lút lót hối lộ ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia khi đó, để bắt cóc đưa ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam được thì phải có chuyến máy bay của chính phủ Slovakia. Tất nhiên ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia cũng vừa bị bắt trong tuần vừa qua, thì cái việc này cũng sẽ liên quan đến việc ông Tô Lâm tới đây là sẽ gặp nguy hiểm trong cái việc tiếp tục là một cái ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí lên hơn nữa là lên tứ trụ chẳng hạn, thì rất khó ở chỗ là nếu mà anh bị tòa án quốc tế xét xử và tòa án Đức của tòa án Slovakia xét xử và đưa ra lệnh truy nã toàn cầu thì Interpol sẽ phải bắt nếu ông Tô Lâm đặt chân đến những nước nào mà ký hiệp định với cả hãng Interpol. Như vậy thì tương tự như vậy thì cái biệt động của Sài Gòn cũng rất nguy hiểm, thì cái này cũng phải đề phòng, vì ở đây rất là nhiều người Việt Nam, thậm chí có thể họ lẳng lặng ở phía sau, họ làm việc cho mật vụ Việt Nam. Cái điều đó đã được chứng minh rất rõ trong cái vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Rất nhiều người ở đây là họ hàng ngày họ đi bán hoa, bán quần áo, bán nhà hàng, bán tiệm, thế nhưng mà cuối cùng họ vẫn lại tiếp tay cho Đại sứ quán Việt Nam là mật vụ Việt Nam để bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Thì một số người có thể là cũng sẽ làm việc này cho biệt động Sài Gòn để đến ám sát hoặc là bắt cóc hoặc làm cái gì đó với tôi. Thì đây là một cái đe dọa hết sức thực tế. Và tiếp tục mọi người nữa là Lưu Tấn Trung thì nói rằng là tôi đang tìm thằng này ở đâu. Đang tìm thằng này, tức là họ đang tìm. Và cái người này thì họ cũng ghi rằng họ ở Đức. Thì đây là cái điều mà cũng hết sức nguy hiểm. Bởi vì là cái chủ nghĩa cực đoan của Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã được nhồi vào sọ của họ rất là sâu rồi. Họ sống ở nước Đức hàng rất nhiều năm, nhưng mà cái não của họ vẫn luôn luôn không thể sạch được, và nó vẫn nghĩ rất độc tài, sẵn sàng dùng những cái biện pháp mà bạo lực nhất để đối xử với người khác mà không thể nói chuyện được, và rất là nguy hiểm đối với những người như vậy. Thì đây là sơ qua những cái thông tin mà tôi đã cung cấp cho các bạn về cái việc mà bị đe dọa như thế nào. Và tôi có hàng hàng hàng
hàng vài chục cái đe dọa như thế này. Đấy, tôi đã in ra như thế này. Và tất nhiên những cái thông tin này tôi sẽ chuyển về cho phía cảnh sát Đức để họ điều tra, họ tìm những cái người này ở đâu, như thế nào, và họ phải có trách nhiệm hành pháp để gặp những người này để trao đổi và để hỏi xem là tại sao họ lại đe dọa nhà báo Lê Trung Khoa, tức là tôi. Khi mà tôi đăng cái sự ra mắt của xe VinFast tại Đức thì đấy là cái điều mà cũng rất đặc biệt ở đây, mà hãng xe VinFast mà khi ra mắt mà huy động một đội ngũ, được đội ngũ mafia rồi là mật vụ rồi là rất là nhiều những cái thứ khác để xông lên đe dọa trực tiếp đến tôi qua cái Facebook của tôi như vậy, thì đấy là hành động rất nguy hiểm, mà không biết rằng liệu có ai sẽ còn mua xe VinFast không, và những người ở Đức có mua xe VinFast không khi họ biết những thông tin như vậy. Thì vậy phải chăng cái việc mà tổ chức ra mắt xe VinFast này chỉ là một cái hình thức bên ngoài, phía sau đó có thể là một cái cơ quan mật vụ Việt Nam, gián điệp của Việt Nam hoạt động và lôi kéo những cái người Việt Nam đang ở đây tham gia vào cái tổ chức này để gây cái nguy hại cho cái người Việt Nam và những người Đức đang sống tại Đức và châu Âu. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới, và chúng tôi sẽ tiếp tục bình luận, chia sẻ những thông tin trung thực nhất đến các bạn. Trung Khoa, Thời báo.de.